Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 5 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục đi chữa quyển hướng dẫn cách viết tập làm văn lớp 5. Và trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài tập tuần 11, đó là bài luyện tập làm đơn. Đầu tiên sẽ là phần luyện tập. Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành tờ đơn sau. Vậy thì để làm được bài này thì chúng ta cần phải nhớ lại cấu tạo của một tờ đơn, cách trình bày của một tờ đơn. Đầu tiên chúng ta sẽ cần phải có quốc hiệu tiêu ngữ. Quốc hiệu tiêu ngữ ở đây chính là dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, chính là phần quốc hiệu tiêu ngữ. Thứ hai là chúng ta sẽ có nơi và thời gian viết đơn. Ví dụ như chúng ta là ở Thái Bình chẳng hạn thì chúng ta sẽ ghi nơi là Thái Bình, ngày bao nhiêu, ví dụ là ngày mùng 7 tháng 11 năm 2023 thì chúng ta sẽ ghi nơi, ngày, tháng, năm viết đơn. Tiếp theo là chúng ta cần phải có tên tờ đơn. Tên tờ đơn đó là đơn đề nghị. Tiếp theo nữa là chúng ta phải có nơi nhận đơn. Vậy thì nơi nhận đơn là ở đâu? Chúng ta có thể ghi là nơi nhận đơn là ban lãnh đạo xã hoặc là ban lãnh đạo phường chẳng hạn. Tiếp theo chúng ta sẽ có thông tin giới thiệu bản thân. Giới thiệu bản thân thì sẽ có thông tin là họ và tên này, thông tin ngày tháng năm sinh này. Sau đó là có thông tin về chức vụ là tổ trưởng tổ dân phố nào thì chúng ta sẽ ghi ra. Tiếp theo là lý do làm đơn. Cô lấy ví dụ như là tôi làm đơn này xin trình bày với ban lãnh đạo phường xã phường ở nơi chúng ta ở này. Một sự việc như sau, hiện nay trên tuyến đường nào thì chúng ta sẽ ghi rõ tên tuyến đường đó ra. Cô lấy ví dụ là tôi làm đơn này xin trình bày với ban lãnh đạo phường Ngã Tư Sở. Một sự việc như sau, hiện nay trên tuyến đường Tây Sơn thuộc phường Ngã Tư Sở có rất nhiều cây lớn, một số cành cây mọc chĩa vào đường dây điện và mùa mưa sắp đến, để như vậy sẽ rất nguy hiểm. Vậy đề nghị ban lãnh đạo phường cho tỉa cành sớm để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Và kết thúc đơn đề nghị thì chúng ta cần phải có lời cảm ơn và chúng ta cũng phải ghi rõ ai là người làm đơn này. Và kết thúc tờ đơn là chúng ta phải ghi rõ ký tên, ký rõ họ và tên của người làm đơn. Như vậy, cấu tạo của một tờ đơn thì sẽ gồm có: đầu tiên là quốc hiệu tiêu ngữ này, thứ hai là nơi chốn này, thời gian viết đơn này, thứ ba là tên tờ đơn này, số 4 là nơi gửi, nghĩa là chúng ta sẽ tờ đơn này sẽ được gửi đến ai, thứ năm là chúng ta sẽ có thông tin giới thiệu bản thân này, thứ sáu là chúng ta bắt đầu trình bày cái lý do mà chúng ta làm đơn này, trình bày cái thực trạng thực tế để chúng ta làm đơn này, tiếp theo là chúng ta sẽ đưa ra cái cách kiến nghị cái cách để chúng ta giải quyết, và cuối cùng là chúng ta cần phải nói lời cảm ơn. Như vậy đầu tiên là chúng ta cần phải có dòng tiêu ngữ là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Sau đó chúng ta sẽ có nơi chốn, thời gian viết đơn. Cô lấy ví dụ nơi chốn là Hà Nội. Thời gian viết đơn, cô lấy ví dụ là ngày mùng 7 tháng 11 năm 2023. Tiếp theo là đơn đề nghị. Tên đây là tên tờ đơn. Kính gửi, vậy nơi gửi sẽ là ở đâu? Cô lấy ví dụ là nơi gửi sẽ là ban lãnh đạo phường Ngã Tư Sở, ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội chẳng hạn, thì chúng ta ghi rõ ra là ban lãnh đạo phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tiếp theo, sau khi chúng ta đã ghi được là nơi nhận là ai rồi thì chúng ta sẽ giới thiệu thông tin bản thân. Đầu tiên là chúng ta sẽ giới thiệu họ và tên. Tôi tên là Bùi Đình Đăng. Cô lấy ví dụ là người làm đơn là bạn Bùi Đình Đăng. Chúng ta sẽ ghi tên là tôi tên là Bùi Đình Đăng. Tiếp theo chúng ta sẽ ghi ngày sinh, ngày tháng năm sinh. Cô lấy ví dụ là ngày 18 tháng 1 năm 1975. Tiếp theo chúng ta sẽ ghi rõ là chức vụ ở đây là tổ trưởng tổ dân phố. Tổ trưởng tổ dân phố nào thì chúng ta ghi rõ ra. Tổ trưởng tổ dân phố 3, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tiếp theo chúng ta bắt đầu trình bày tình hình thực tế và nêu lên những cái tác động xấu xảy ra ở địa phương của chúng ta, ở nơi của chúng ta ở hoặc là nơi chúng ta phụ trách. Tôi làm đơn này xin trình bày với ban lãnh đạo phường Ngã Tư Sở, nghĩa là ban lãnh đạo ở phường mà chúng ta đang sinh sống. Chúng ta sẽ ghi là phường Ngã Tư Sở. Tôi làm đơn này xin trình bày với ban lãnh đạo phường Ngã Tư Sở một việc như sau. Hiện nay trên tuyến đường nào chúng ta ghi rõ ra là hiện nay trên tuyến đường Tây Sơn. Cô sẽ ghi rõ là hiện nay trên tuyến đường Tây Sơn. Thuộc đâu? Thuộc phường Ngã Tư Sở. Chúng ta lại ghi là thuộc phường Ngã Tư Sở. Có rất nhiều cây lớn, một số cành cây thì như thế nào? Một số cành cây thì mọc chĩa vào đường dây điện. Một số cành cây mọc chĩa vào đường dây điện. Phần này là chúng ta sẽ nêu
thực trạng tình hình thực tế ở chỗ chúng ta sinh sống. Một số cành cây mọc chĩa vào đường dây điện, mùa mưa sắp đến để như vậy rất nguy hiểm. Sau khi chúng ta đã trình bày được tình hình thực tế này, nêu lên được những tác động xấu đã xảy ra thì chúng hoặc là có thể xảy ra thì chúng ta sẽ phải đưa ra cái kiến nghị để giải quyết. Vậy đề nghị ai? Đề nghị ban lãnh đạo phường cho tỉa cành sớm để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Phường ở đây chúng ta phải đề nghị lên ban lãnh đạo phường cho tỉa cành sớm để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Như vậy là sau khi chúng ta nêu xong được cái kiến nghị và cách giải quyết rồi thì chúng ta cần phải có lời cảm ơn, đó là tôi xin chân thành cảm ơn. Người làm đơn các em phải ghi rõ, ký rõ họ và tên của người làm đơn. Như vậy để viết được một tờ đơn đề nghị thì các em nhớ đầu tiên là cần phải có quốc hiệu tiêu ngữ. Quốc hiệu tiêu ngữ ở đây là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Tiếp theo là chúng ta cần phải có nơi chốn, thời gian viết đơn, nơi là Hà Nội. Thời gian viết đơn là ngày 7 tháng 11 năm 2023. Tiếp theo là chúng ta phải có tên tờ đơn. Tên tờ đơn đó là đơn đề nghị thì chúng ta sẽ viết thật là to và viết ở giữa tờ đơn. Sau đó chúng ta sẽ có nơi nhận đơn. Trước nơi nhận đơn thì chúng ta cần phải ghi từ kính gửi để thể hiện sự trang trọng. Đó là kính gửi ban lãnh đạo phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thì ban lãnh đạo phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội sẽ là nơi nhận đơn. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải giới thiệu về bản thân, thông tin là họ và tên. Tôi tên là Bùi Đình Đăng, sinh ngày 18 tháng 1 năm 1975, chức vụ tổ trưởng tổ dân phố 3, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Sau khi chúng ta giới thiệu bản thân xong rồi, gồm có họ và tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, thì sau đó chúng ta sẽ trình bày tình hình thực tế và nêu lên những tác động xấu đã xảy ra hoặc là có thể xảy ra như sau. Tôi làm đơn này xin trình bày với ban lãnh đạo phường Ngã Tư Sở một việc như sau. Hiện nay trên tuyến đường Tây Sơn thuộc phường Ngã Tư Sở có rất nhiều cây lớn, một số cành cây mọc chĩa vào đường dây điện, mùa mưa sắp đến để như vậy rất nguy hiểm. Như vậy là chúng ta đang nêu ra được cái tình hình thực tế là ở trên tuyến đường Tây Sơn thì có rất nhiều cành cây lớn và một số cành cây là mọc chĩa vào đường dây điện, và khi mùa mưa đến mà để như vậy thì sẽ rất là nguy hiểm đến người dân. Sau khi chúng ta đã trình bày được tình hình thực tế rồi thì chúng ta sẽ phải đưa ra kiến nghị cách giải quyết. Vậy đề nghị ban lãnh đạo phường cho tỉa cành sớm để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Vậy cách giải quyết ở đây là sẽ cho tỉa cành sớm để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Và cuối cùng là chúng ta cần phải có lời cảm ơn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Và chúng ta phải ký và ghi rõ họ và tên của người làm đơn. Thì đấy chính là cái cách để chúng ta làm một tờ đơn đề nghị. Như vậy là ở trong tuần 11 này thì cô đã hướng dẫn các em cách để chúng ta làm một tờ đơn đề nghị rồi. Thì cô nhắc lại một lần nữa, để làm một tờ đơn đề nghị thì đầu tiên chúng ta cần phải hiểu về cấu tạo của cách làm đơn. Đầu tiên là chúng ta phải có dòng quốc hiệu tiêu ngữ, sau đấy là chúng ta sẽ có nơi chốn, địa điểm viết đơn, và chúng ta sẽ có nơi gửi đơn. Trước nơi gửi đơn thì chúng ta cần phải có thêm từ kính gửi để thể hiện sự trang trọng. Tiếp theo là mình phải giới thiệu thông tin của bản thân, gồm có họ và tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ. Thứ ba là chúng ta bắt đầu đi trình bày tình hình thực tế và nêu lên những tác động xấu đã xảy ra hoặc là có thể xảy ra. Tiếp theo là chúng ta phải kiến nghị cái cách giải quyết, nên chúng ta phải đưa ra cái cách giải quyết. Và cuối cùng là chúng ta cần phải có lời cảm ơn. Và kết thúc một tờ đơn là chúng ta cần phải ký và ghi rõ họ tên của người làm đơn. Đấy là cách để chúng ta viết một tờ đơn. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được bài tập ở tuần 11 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Ở video lần sau, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa các bài tập tiếp theo. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.